Lên đến vấn đề mà thần thánh quá là tiên là Phật, cái đó là sai lầm, lợi dụng cái công năng của thầy, thành tử đã buông theo. Con chào sư Hích Chí Trung. Dạ thì hôm bữa giờ cũng trên cộng đồng quá xôn xao về hiện tượng của sư Hích Minh Tại, thì theo như sư Hích Chí Trung có thể cho con biết thêm về cái vấn đề của sư Hích Minh Tại không, sư Hích Chí Trung? Dạ. À, mô Phật. Hôm rồi đó ha. Dạ. Theo cái ý của con ha. Dạ. Mở ra cho cái câu hỏi ha. Là hôm rồi ở trên cộng đồng mạng và ở trên dư luận này kia các cái trung sau vấn đề thầy Thích Minh Tuệ mà đã đi đến vấn đề cao trào. Ở đây chúng ta không có nói về cái phần trước nữa. Yeah. Mà chúng ta đặt thẳng vấn đề vô cái hiện hữu bây giờ, cái nhìn thấy bây giờ ha. Rồi cái phong cách đồ này kia cái tu hành, cái ngưỡng mộ đồ này kia cái sao sao đó, bây giờ nó đưa đến cái dẫn dắt bây giờ là quá ồn ào ha. Hiện thời giờ đó thầy đi đến đâu ồn ào đến đây ha. Bởi vấn đề gì? Bởi cái nhóm ăn theo, một cái nhóm ăn theo muốn làm thánh, làm thần, làm tiên, làm Phật sớm. Thầy đâu muốn nhảy vô đòi tu khổ hạnh theo, đòi đi chân đất đầu trần theo. Tức là cái nhóm đó đó nó thấy thầy nổi tiếng ha, nó thấy là nổi tiếng là nó nhảy vô, nhào vô nó ăn có ăn ké, nó kiếm danh kiếm lợi. Thì cái nhóm đó đã làm cho thầy mất uy tín, đã làm cho thầy khó khăn trên bước đường tu rồi, phải không? Yeah. Thầy không có muốn đông người, cái tu cái loại đó không ai muốn đông người. Như hồi trước đó, mấy năm trước có ai đòi theo đâu, cái lúc đó thì thầy không có nổi tiếng. Yeah. Hồi đó sao không theo mà bây giờ đòi theo? Thì đó là những người theo thầy là những kẻ danh lợi ha. Thầy bác cái nhóm theo ha. Rồi thêm cái nữa là cái nhóm Phật tử. Phật tử chúng ta ngưỡng mộ quá mức và chúng ta kéo theo ngài làm gì? Thầy đi kể đấy, đi theo làm gì? Để mà tỏ được cái sự việc gì ở trong lúc đi theo, họ đã không giúp đỡ được cái gì mà còn gây ra cản trở giao thông, gây ra các cái chuyện ùn tắc, gây ra những cái khó khăn. Yeah. Thì như thế là chúng ta hại thầy thôi, chứ cũng không phải là thương đâu. Nói chung ra cái cuộc mà tu, cái cách tu của thầy Thích Minh Tuệ đó là di hành. Yeah. Là đi. Nhưng mà mấy năm trước thì được tốt, tại vì không ai biết, không ai đụng tới, không ai mà nói tới đó. Còn hiện thời bây giờ không được nữa rồi. Là tại sao? Ngài mất cái tự do. Hồi trước đi có mình đi thì một ngày cần một giấc cơm, giấc xôi, một buổi cơm chay qua ngày được rồi, đâu cần gì nữa. Yeah. Mà bây giờ đi theo cung phụng cái gì, làm gì, làm đông gì đông, đem gì theo, nhiều người cũng ăn được một phần ăn mà thôi, mà tự như thế làm cho gây ra cái xáo trộn trật tự, xáo trộn an ninh, xáo trộn tùm lum, gây ra một cái chấn động lớn. Thì thành thử ra thầy đi không còn an toàn nữa. Dạ. Hồi trước thầy đi một mình thì tốt, còn bây giờ thiên hạ bu theo thầy, gây cản trở cho thầy và làm những cái điều không nên, mê tín. Dạ. Hồi xuống đem tượng, đem tàn lợi, phù phép gì đó, gì chú nguyện gì đó làm cái gì đó là mê tín. Rồi đưa nước cho nhiều vô, uống không hết, xài không hết, rồi chính thầy cầm cái chai nước đưa xuống. Phật tử cầm cái đó uống là nó uống cầm lò mê tín, cái đó là mê tín rồi. Dạ. Yeah. Không có được phép làm mấy cái trò đó ở. Yeah. Trong cái chuyện đó mê tín ha. Từ từ ngồi xuống cái rắc hoa sen xung quanh, quỳ lại rồi nãy kia làm như ông Phật vậy đó, cái đó không nên. Chúng ta khen tặng một người tu sĩ giỏi, cái hạnh tốt đúng
thì được. Dạ. Còn mà đưa lên đến vấn đề mà thần thánh quá là tiên là Phật, cái đó là sai lầm. Nếu chúng ta đưa ông này lên thành ông Phật thì cũng như giống như bà con hôm trước mà đưa Tuần Lam lên thành Phật, thành thánh vậy đó, giống vậy thật. Nói không? Tại vì chúng ta nói trong cái tưởng. Cái yeah. người thường mà về phàm thịt như chúng ta là bất quá giỏi giang thôi, chứ đâu có thành thánh thành thành được ha. Yeah. Bởi vậy một số suy nghĩ sai lầm và một số người lợi dụng cái công năng của thầy, thành tử đã bu theo để làm gì? Mua danh lợi, mua danh cầu lợi, người ta khen không kìa. Bu yeah. theo bỏ chùa bỏ chiền ra đòi theo, bỏ vợ bỏ con ra đòi theo, bỏ công ăn việc làm ra đòi theo, mà theo được không? Yeah. Và theo làm cái gì? Đâu phải đơn giản vậy ha. Rồi bây giờ đó là nó đã đến cái màn kết rồi, không có còn mà được như vậy nữa đâu. Tại sao hiện thời bây giờ ha, Phật giáo Trung ương đã có một cái văn bản chính thức gửi xuống cho các tỉnh và gửi cho thông báo cho bà con Phật tử biết ra cái ông thầy Minh Tuệ này không có tên ở trong tăng đoàn giáo hội, thành thử ra không được giáo hội công nhận là tu sĩ, là tăng sĩ không được công nhận. Tại vì theo luật pháp chúng ta dù tu gì tu mà được luật pháp công nhận phải có giấy tờ pháp, phải có giấy chứng nhận mình là tu sĩ thì mới được luật pháp công nhận. Dạ. Yeah. Đạo chứng nhận, luật pháp công nhận thì mới được. Còn cái này thầy Minh Tuệ không được giáo hội Phật giáo công nhận thì luật pháp nhà nước cũng không công nhận đâu. Đó, thành thử ra ngay từ giờ phút này cái bước đường đi của thầy Minh Tuệ đã gặp trở ngại rồi. Đã gặp trở ngại rồi, không phải như xưa nữa. Tại sao? Nếu ngài thầy là một người bình thường thì ngài từ tỉnh này sang tỉnh khác, thầy ngủ tại đó thầy phải xin phép trên tắc. Dạ. Yeah. Thầy phải làm tất cả những cái thủ tục hành chánh nha, mới được tạm trú tạm ngụ nha, nếu không công an bắt phải không? Đó, thành ra thầy trở ngại vậy vấn đề đó. Trước tiên hai, thầy đi như thế đông người theo thầy quá, mà một số nhóm mà đông như vậy không thể kiểm soát được, thấy không? Thành thử ra bởi cái Phật tử thương thầy theo thầy quá đông làm trở ngại cho thầy là chỗ đó, mặc dù không phải là lỗi của thầy. Dạ. Nhưng cái người ta đi theo đông rần rần thì nhà nước chính quyền cũng quy trách về thầy nè. Bây giờ trên bước đường trở về gia đình, để phục lịnh mẹ, bởi vì mẹ kêu về gấp. Con nói ở trên đạo Phật này, ở trên cuộc đời này không phải đạo Phật không, mà tất cả chúng ta chữ hiếu là làm trọng ha. Yeah. Chữ hiếu làm đầu thì chỉ có mẹ của thầy mới có thể dừng được cái cuộc mà đi bộ khủng khiếp này mà thôi. Tại sao mẹ ngài bắt ngài về nhà tu? Tại vì con không phải là tu sĩ mà, con là thường dân thôi. Chính mà giáo hội đưa ra văn bản rồi cho bà con biết con là thường dân chứ con không phải là tu sĩ. Dạ. Yeah. Thấy chưa? Thì thực sự ra thường dân thì cũng không có được phép mà đi mà kéo đàn kéo đúp về làm gì vậy. Dạ. Yeah. Thấy không? Nó kẹt vô ngài là chỗ đó. Nếu mà ông đi một mình không ai nói tới cho ngài. Ha, mấy năm trước có ai nói đâu ha. Yeah. Nhưng bởi nổi tiếng thành ra ta bu theo, bởi cái bu theo đó làm trở ngại và làm trở thành cái lỗi lầm hiện thời giờ nè. Tức là bây giờ thầy muốn đi như vậy nữa cũng hoàn toàn không được luôn, không ai cho phép thầy đi vậy nữa đâu. Thầy đi mà một số Phật tử, một số tín đồ mắt tôi mắt gió nó theo thầy cả trăm cả ngàn cả cái vậy, cái số lượng không thể kiểm soát được thì không có
không có một cái tỉnh nào mà chấp nhận cái chuyện mà cái đoàn của thầy đi ngang tỉnh ta đâu. Yeah. Không có tỉnh nào muốn vậy chứ, phải không? Không ai kiểm soát được, không vô hồi kỳ trận, không có cái chi đạo, không có kiểu đạo nào mà hành đạo kiểu đó chứ. Một mình thầy thì khác ha, một mình thầy thì nó không có thấy cái gì đó thì nó là chuyện bình thường, không hại ai. Yeah. Nhưng bởi thầy mà người ta kéo ta tèo đây đông quá à, thành ra bây giờ trở ngại đúng không? Hồi trước mình thầy đi đâu có tắt đường tắt xa, bây giờ thầy đi nó tắt đường tắt xa. Dạ dạ, hồi trước thầy đi thầy dùng cái cực khổ cái bộ hành của mình à, để thử thách à, để đem cái công năng của mình ra để tu bằng cái cực khổ của mình. Bây giờ nhắm cực không, nhắm cực không, hết cực rồi. Đường có người quét cái đó làm bậy đó. Dạ. Người ta cần cái chân đạp xuống đường, chịu cái sự nắng mưa à, đau đớn để thử thách lòng, để thử cái tâm để mà chứng đạo. Mà sách đi quét rồi hết khổ hạnh phải không? Dạ. La chuối la đồ chạy đầy đường hết trơn, rồi đi qua một cái đống rác đó ai xử lý, phải không? Đó, những cái Phật tử thương thầy quá làm bậy. À rồi, nhưng mà cái đó cũng hết rồi. Tại vì sao? Trong luật đạo tới rằm tháng tư, yeah, các thầy phải an cư, tức là không có được đi nữa. An là an ổn một chỗ, cư là ở, tức là từ rằm tháng 7 à, từ rằm tháng tư đến rằm tháng 7 các thầy bắt buộc phải an cư. Ta gọi là an cư kiết hạ đó. Yeah. À, mỗi năm như thế có 3 tháng để cho các thầy dừng chân để tu học. Thì như thế trong vòng vài ngày nữa hả, bữa nay mùng 10 à, yeah, tới rằm thì thầy cũng phải dừng chân rồi. Thì vừa cái thời gian thầy về đến quê nhà, về thầy về, yeah, đến mẹ để mà chuẩn bị nghe mẹ mình phán đó à, ngày à, phải nghe lời mẹ. Dù muốn đi mà mẹ biểu dừng cũng phải dừng. Tại sao? Chữ ở trên đời này chữ hiếu là cao nhất. Nếu ông là ông thầy tu mà ông cãi lời mẹ là ông bất hiếu, thấy không? Thành thử ra mẹ biết con mình đang bị người ta lợi dụng à, lợi dụng cái hạnh, lợi dụng cái công năng, lợi dụng cái tuyệt vời mà người thêm người tắt người này người nọ à, rồi cái nói chung à, là gia đình và mẹ ngài thấy ngài đang bị lợi dụng à, thành thử ra lập tức mẹ kêu về liền, con về đây tu với mẹ nha. À, con về Hà Tĩnh phải không? Dạ. Yeah. Sau này Hà Tĩnh sẽ là một mảnh đất thiêng, một nơi du lịch tâm linh rất là lý tưởng, bởi Hà Tĩnh ta có vị Phật sống ở đó, đúng không? Dạ. Yeah. Đúng không con? Nè con ở núi gì? Núi Bà. Có bà linh lắm nhưng mà bà chết ha. Yeah. Chỉ hiện linh theo kiểu người ta tôn trùng là chết. Nhưng ở đây Hà Tĩnh ta từ đây sắp sau có Phật sống, đúng không? Đúng không? Yeah. Thì Hà Tĩnh sẽ là một nơi du lịch tâm linh lý tưởng. Thì chính thầy ha, thầy đem cái công năng đức độ của thầy về ban phát cho dân chúng của tỉnh nhà và của quê hương xứ sở thầy. Nhờ thầy à, mà Hà Tĩnh sẽ được à, trở thành một nơi du lịch tâm linh tuyệt vời, đúng không con? Ờ à, yeah. Một Phật tới đó thôi. Yeah. Tại vì hiện tại bây giờ có rất nhiều những cái bài báo là xin đừng đi theo thầy Minh Tuệ nữa. Cái đó là đúng đâu con. Yeah. Tại sao đi theo người ta để làm rối? Hồi xưa mấy năm trước người ta tu tốt, yeah, à, thì hôm nay mới được khen. Còn bây giờ bắt đầu chúng ta theo là chúng ta cung phụng rồi à, chúng ta làm lệch đi cái ý nghĩa của khổ hạnh đầu đà. Yeah. Người ta cần cái cực khổ, người ta cần cái này cái nọ, mà giờ đi vô hết cực khổ hết lo. Yeah. Thấy không à, nằm chỗ đó thành thử ra bà con mà tiếp cận những cái vị thầy đó
thì là trật rồi. Nhưng mà bởi chúng ta nhìn thấy á, cái hạnh đó tốt quá, người ta đưa lên hay quá, người ta mới đến nông nổi đó. Bà con theo quá đông, ủng hộ quá dữ, thành thử ra gây cái trở ngại cho cái đường tu của thầy. Dạ. Yeah. Đó, phải không? Chứ hồi đó giờ thầy đi qua rầy thầy không? Không ai rầy, không ai nói mấy năm nay rồi. Đó, như thế đó thì người ta tu mới được. Còn giờ bu vô, bu rần rần vô mà làm những cái trò bậy bạ không à. Đem kinh, đem sách tầm bậy tầm bạ vô. Yeah. Rồi bà ông lên, bà xuống nhảy nai, nhảy múa ở trong đó. Thì một cái chòm người hỗn độn thì nhà nước nào mà chịu? Dạ. Đi tới đâu mà rần rần hỗn độn vậy, chính phủ nào mà đồng ý phải không con? Dạ. Thì đó, đây cũng là đến cái giai đoạn ngài phải dừng lại. Dừng lại và dừng tại quê nhà. Để chi? Đem cái ích lợi của cái ánh sáng của ngài đó. À, cái mà ta khen ngài đó. Đem tất cả những cái ích lợi đó, những cái công năng đó trở về quê hương để phục vụ cho quê hương. À, dùng cái lực đạo của mình à, thu hút được Phật tử thì ngay Hà Tĩnh sau này sẽ trở thành một du lịch tâm linh tuyệt vời nhất. Yeah. Bởi vì ở Hà Tĩnh ta có vị Phật sống. À, một Phật. Yeah, tại giống như là hiện tại bây giờ là sư thích Minh Tuệ đang đi. Ừ. Nó mà như sư thích chí chung ở đây là nói là phải nghe lời mẹ về nhà ở tu. Ừ. Dạ, theo như là sư thích chí chung là biết trước. Biết trước. Đón trước. Tại sao mẹ ngài nghe rõ ràng mà ở giáo hội nói đưa ra cho bàn dân thì ngài biết là ông này không phải thầy chùa. Dạ. Mà nếu là thầy chùa là thầy chùa giả đó. Thấy chưa? Mà hiện tại giờ ông có hưởng được cái gì đâu. Mặc dù cung ứng, mặc dù làm trần ơi đất cởi mà cũng ăn buổi cơm thôi hả? Phải không? Chứ có hưởng gì đâu. Mà tai họa tới à, mình lãnh nó trơn à. Ùn tắc giao thông cũng đổ thừa mình, nó đi theo mình à, thành ra tiền hạ đổ thừa mình, phải không? Yeah. Không có ông ai đi theo ông không? Tại ông người ta mới vậy, thấy chưa? Yeah. Mặc dù ông không rủ đó, bị đó, ông bị cái đó đó, ông không có rủ ai chân à, nhưng người ta theo ông bị cái đó, con hiểu không? Giờ phút này chỉ có về nhà thôi mới xúc được cái bầy này ra. Con đi ngoài đường nó bu hoài, không ai gỡ nổi, nhà nước gỡ không ra luôn, chứ đừng nói người ta ngồi thường. Làm sao đâu, ông đang đi đó, bây giờ nhà nước nào đứng ra biểu người ta gì hết rồi, ai biểu nổi. Còn rần rần đó, cũng biểu đó mà còn rần rần, thấy chưa? Chỉ duy nhất một cách là ông ta về nhà mẹ với mẹ mình. À, vô nhà rồi đóng cửa, ông mẹ đây về nhà nước chưa? Ở đó tối phường lại nhốt hết sao? Phải không? Duy nhất chỉ có cái đó. Và người mẹ biết rằng chỉ cách đó mà thôi mới cứu được con mình. Yeah. Ok ha. Rồi thầy tuyên đoán thầy sẽ về phục tùng mẹ mình và tất cả mọi cái chấm dứt từ đây, thầy không có đi nữa. Và tùy theo công năng khả năng của thầy. Yeah. Thầy gây được cái tiếng tâm tốt cho thầy ở đó thì dân Hà Tĩnh nhờ ơn thầy. À, thầy nhắc lại đó, nếu à, thầy hiểu biết, thầy trụ lại tại quê hương của mình thì chính quê hương của thầy đây là một cái điểm du lịch tâm linh tuyệt vời. Chỗ khác ai đâu tin tưởng rồi còn chết chân rồi còn còn tại Hà Tĩnh ta có vị Phật sống, thấy chưa? Yeah. Hay hơn ta chỗ đó đó. À, một phần. Yeah. Wow, thì coi như là hiện tại bây giờ là sư thích chí chung nói lên cái này coi như là những cái tiếng lòng của coi như là hàng triệu người, hàng trăm người, nó không phải là còn ở trong cái nước Việt Nam nữa sư, mà toàn thế giới nó lan tỏa, có nhiều người ở khắp nơi người ta bay về để gặp đích thân, để gặp sư ngài Thích Minh Tuệ này luôn. Thì đó từ cái chỗ đó đó. Đúng rồi. Từ cái chỗ đó đó. Dạ, thì thầy phải về nhà. Thầy phải về chú xứ. Dạ. Tại vì sao? Nếu mà nói chuyện đi ngoài đường thầy bị bắt rồi, không có chứng minh nhân dân, thấy chưa? Dạ. Yeah. Thấy chưa? Nội nói về luật pháp thôi. Ha, thầy đã bị bắt ở ngoài đường rồi. Không có thể chối cãi được, không thể cự nữ người ta được. Dạ. Yeah. Ông đi đâu vậy? Ông là ai? Hỏi giấy tờ có chứng minh không? Không có chứng minh dần rồi, thấy chưa? Bị câu lưu, bị giữ là thấy không? Dạ. Yeah. Mà nhà nước không có bắt, không có giữ, tại vì người ta biết. À, ông này hạnh nó lại ổng mới được tới giờ. Có ai rớt tới đâu á. Nhưng bây giờ thì quá xa rồi, chịu không nổi.
Yeah. Bu quá trời quá đất làm muốn loạn rồi. Nó không kiểm soát nổi nữa rồi thì không dẹp bỏ thì làm sao? Cái xứ sở nào, đất nước nào mà chịu nổi cái loại đạo kỳ cục à? Đi tới đâu rần tới đó, từ tỉnh này sang tỉnh kia sang tỉnh nọ, từ Bắc tới Nam, Nam tới Bắc, mà đi cái kiểu hành đạo như vậy có đúng hay không? Yeah. Chúng ta phải xét cái đó chứ. Hành đạo đúng là có lời lối trật tự này, còn cái này chúng ta thấy rõ ràng là sai. Nếu mà nói chung á, là sai rồi. Một mình ổng thì được, một mình ổng này kêu về hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, nó chuyển động ở trong cuộc sống cuộc đời mình thấy rõ ràng, ổng mới ôm cái nồi cơm đen. Chứ thiệt ra thầy nói thiệt đó. Yeah. Trừ ổng ra đi, ổng có hoàn cảnh đặc biệt chúng ta bỏ ổng ra đi, chúng ta không luận. Nhưng mà những cái người đi theo mà chạy vô làm tăng sĩ cũng ôm nồi cơm đen, đó là phỉ báng Phật pháp à, chứ phải chơi đâu nghe con. Yeah. Nói giỡn giỡn chứ ổng thôi, những người khác mà rối vô làm kiểu đó, trời ơi, không lẽ này ở Việt Nam ta tự nhiên hình thành lên một cái tăng đoàn kỳ cục à? Mặc áo và ba nạp ba vị đâu không, rồi ông nào ông nấy ôm nồi cơm điện không, cái nghĩa cái bát khác cái nồi khác nha, đừng có nói cái chuyện đó mà mãi được á. Yeah. Chỉ có ngài Minh Tuệ mới người ta mới không có bắt cái lỗi đó thôi, còn tất cả các thầy khác không được phép đâu. Yeah. Cái ý nghĩa của Đức Phật là mất hay sao? Cái bát là cái chén, cái bệnh, cái đồ ăn, với cái nồi là khác á, phải không? Cái yeah. nồi là cái nồi nấu á, còn cái bát là bát ăn, hai cái hoàn toàn khác ý. Mà một tu sĩ ôm cái nồi rồi đi ngoài đường á, cái đó không có được, giới quan không có được. Nhưng ông Minh Tuệ thì người ta chấp nhận, người ta cho, bởi vì ổng vào đầu ổng cũng xài bát chứ. Yeah. Nhưng ông bị mất lên mất xuống, rồi qua nhiều năm anh em huynh đệ mới này kia thương yêu mới tới cái đó trở thành vậy, rồi mấy ông sau này dòm thấy đó là cái đặc biệt cái này là cái đặc biệt của thầy nè, thành ra nhảy theo bắt chước ôm giống hệt vậy, không được, không có cho phép vậy. Rồi cái vấn đề đó ông ta thông qua đi, bỏ qua đi, tại vì nó hết rồi. Mấy cái tay đó từ từ nhà nước gỡ tay hết rồi. Yeah. Đi theo thầy Minh Tuệ, thầy thấy bây giờ có một hai ông à. Phải không? Hết rồi. Mấy kia về vuột tay gì hết trơn à, không có theo nổi. Không theo nổi bởi cái công lực không theo nổi. Hai, làm gì làm trong đó cũng có nhà nước trên quyền à, ông nội mày ra đi về nha. Quản hồn quản vía cuốn đồ về chứ. Không có theo được. Nhưng mà với cái người bình thường á, cái lòng tin người bình thường á, hòa theo đó để mà ủng hộ cái Phật, cái đó nhà nước gỡ không ra, tại vì cái lòng tin của Phật tử. Đó cái đó nhà nước chịu trận nè, chỉ chờ cái cách hành xử của ông Minh Tuệ mới giải được cái vấn đề đông người theo mà thôi. Dạ. Con hiểu không? Thành thử ra mẹ mới có cái ý là kêu người ta này về vô nhà ở, con ơi con đâu phải tu sĩ, thôi về ở mẹ con mình tu. Yeah. Theo kiểu là tu tại gia đó, thấy chưa? Thì bà con bà tưởng tan hết trơn ha, tan hết đi rồi ở đây do cái hay dở của thầy, chúng ta còn giữ cái phong sông đó, chúng ta còn giữ cái Phật ý đó, thì chúng ta làm sao để cho Hà Tĩnh ta có trở thành một nơi du lịch tâm linh tuyệt vời. Yeah. Bởi ở Hà Tĩnh ta có một cao tăng, một Phật sống. Ok, rồi, được rồi. Dạ, yeah, rồi, cảm ơn sư Hích Chí Trung. Nói chung là những cái clip trước là khen thì cũng đã khen rồi. Nó nhưng mà hôm nay là sư phải đính chính lại. Nó là cái cho kết. Nó cái kết của sự việc. Dạ, chứ không phải đơn giản đâu, nó kết rồi. Dạ. Tức là khi mà ngài chịu về với mẹ là tất cả mọi cái ồn ào hoàn toàn tan biến là kết đó. Dạ. Còn cái thứ hai hay dở là do thầy. Dạ. Thầy làm sao cho Hà Tĩnh được trở thành một nơi du lịch tâm linh thì rất là tuyệt vời. Bởi sao? Hà Tĩnh ta có thánh tăng. Được rồi, một bạn. Dạ. Được rồi con. Dạ, cảm ơn.